Rồi, xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay làm món này quý vị các bạn ơi. Nấu cơm mà làm món này nè. Cái này bắp chuối nha quý vị, bắp chuối xứ nha. Giờ quên, để xíu nước mắm vô đó. À, đập trứng đi ta. Đập trứng trước ha quý vị ha. Đập trứng. Lâu lâu ăn đổi món quý vị ơi. Ông ăn món hoài nó thứ nhất nó không đủ chất, thứ hai là nó ngán nha quý vị. Mình đổi món. Ví dụ bữa nay nói chung thịt cá trứng và cái gì nữa ta, tôm tép gì quý vị, mình đổi món ha, đổi món nó sẽ ok hơn. Rồi mình sẽ cho ít nước mắm vô ha, cái này thiếu ớt quý vị ơi, cố gắng để cái chén nó thẳng thẳng quý vị, cho ra đẹp nước mắm, ít nước mắm vừa ăn ha. Rồi đánh lên ha, đánh cho đều lên. Cái này thiếu ớt nha quý vị, này có rau nè, bắp chuối nè, bắp chuối thấy vậy cho ăn cũng tốt lắm quý vị, bắp chuối thấy vậy cho ăn tốt lắm quý vị. Rồi bắt đầu mình đóng nắp và nấu thôi quý vị ha, chuyển chế độ và nấu thôi. Rồi quý vị đợi nha, khoảng 15 phút sau sẽ có. Sau khi chín rồi quý vị các bạn ơi, cái này mình sẽ tách ra mình ăn ha quý vị ha, thử cái này coi. Cũng được quý vị, mình không có bắp chuối mình sử dụng rau khác nha quý vị, mình không có bắp chuối mình sử dụng rau khác ha, rau muống rau lan cũng được, rau lan cũng ngon quý vị. Cái bông nó đắng quá gì à, cái bông nó đắng lắm, không ăn cái bông ăn cái lá thôi. Cái bông của nó đắng lắm, mình ăn cái này thôi, cái này không đắng nè, cái này cho để ăn sau ha. Thử cái này trước, thấy cái này cũng ngon, thử cái này thiếu thiếu ớt nha quý vị. Trứng hấp kiểu này hơi bị ngon quý vị, mình khoái hấp kiểu này, hai luộc cũng được, luộc nó công lột vỏ, hấp cái này mình cho ớt với hành vô nhau quý vị sẽ ngon hơn ha. Mời quý vị nha, hơi lạc quý vị ơi, hơi lạc chắc cho thêm miếng nước mắm nữa cho nó đậm đà quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ha, quý vị làm thử món này ha, thấy cũng khá ok. Trứng quý vị có thể dùng rau khác nha, rau cải hay xà lách gì đó, rau cải hay là rau muống, rau lan gì quý vị, hay là đậu que đồ này nọ quý vị, làm cũng khá ok chứ quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ha, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.